我们就是先看这个十二课哈，采购哈，关于采购的一些用语哈。第一个呢哈，就是采购这两个字，我们念一下哈，摸什么谁？么？好，摸什么？好，摸什么？好，生活用品是什么？再念一次哈，多用生活，新生华。活哈。所以多用这两个字哈，就是用品哈，是生活，就是生活上的哈。OK，来，那我们看一下这些单词哈，一个行李箱呢怎么说？来，改瓦里，改瓦里。好，瓦里是，好，那如果一双拖鞋怎么说？来，đôi dép lê，对，dép lê，在嘞。好，dép lê，好，那如果是要讲说一盒饼干呢，怎么说？来，念一下，hộp bánh。好，所以 hộp 哈 hộp 就是一盒哈，bánh 饼干 hộp bánh。OK，接下来是什么？一份特产，来念一下，món quà đặc sản。芒果辣散。好，đặc sản 就是比如说凤梨酥是台湾的特产，类似这样哈，đặc sản。来，我们念一下这样的这个量词哈，念一下的。的，或等等，，OK，的或等嘛，就是一张，好，那如果地图的话也是一张，好，来念一下的或等，的，等，等好，地图这么说，念一下版图，半路。好，版图哈，如果要讲一瓶沐浴乳怎么说，来，瓶子等。饼蛇等，好，饼就是一瓶一罐饼都可以哈，饼。好，再来，如果是要讲是洗发精，来念一下哈，饼蛇，gội đầu。蛇鬼楼。好，gội đầu 哈，洗发的。OK，那如果是洗面乳，来念一下哈，饼蛇，rửa mặt。饼蛇惹嘛？好，rửa mặt 的我，OK。得嘛？很好，接下来是如果是讲一条毛巾呢，怎么说？改看嘛，改看嘛？一包面纸，还念上gói giấy ăn，改贼安。好，giấy ăn，好，那如果一把刮胡刀怎么说？好，念上con dao cạo râu，公交改路。很好，con dao cạo râu 哈。OK，很好，来，那你们第一组再帮我念一下，见面的单词再念一遍给我听。来把你Bali，惹的累，再念一次 đôi dép 好lê，烦，再念一次 đôi dép 弄lê，弄累，好烦。一份特产怎么说？món quà đặc sản。món quà đặc sản. Họ ok. tờ bưu nó Lại mình xin phiên cho nên giờ lại bưu thiếp. bưu thiếu Bưu thiếp. bưu thiếu Cho lại bạn tí thú mà số bản bao đồ. lộc Bản đồ. bà lộc tính sợ tắm Sữa tắm nào. tính sợ côn lông Lại sữa gội đầu cho nên là số cửa lậu thế nào tính số loạn mặt cái quan mặt khăn mặt thế nào coi chan ăn lại giấy ăn giấy ăn côn lông câu vọng dao cạo râu cho nên là rau cạo lốt Thế lại sư, mình看一些电器的用品哈，一个一台电脑怎么说来？cái máy vi tính，cái máy vi tính Rồi一颗电池怎么说来？cục pin，có pin thế nào ha？一个键盘怎么说？cái bàn phím，cái bàn phím bàn phím ha。那一个滑鼠怎么说来？con chuột。
công tử. Là chi khả là chúng ta xua cái thể nhớ. Cái thẻ nhớ. Thể nhớ họ. Nếu như là sổ chi mấn hào là cái tra chữ khả họ. Là nên dạng cái thẻ nạp tiền. Cái thẻ nào tiền Điện thoại. điện thoại Họ. Suy cái thẻ, họ thẻ sẽ y chang khả, nó nạp tiền, nó sẽ tra chữ.比如说，你去旅行，去越南旅行的时候，你就是先买一个门号，对，然后那个门号的话，可能就是里面没有钱，所以没办法打电话，所以你要拿点哈，就是加值把钱存进来，电话就是电话的那个加值卡哈。OK，来，所以再来是钟表，来我们念一下哈，改龙虎。cái lòng học好，龙虎就是统称的。那比如说，你有分手表或者说闹钟之类的，又有不同的名称哈。可是我们先学简单的，就是统称是钟表是龙虎哈。照相机呢哈，我们念一下哈，改买爱。该买按买爱哈。接下来是电视呢，改 TV。该 TV 好。如果电冰箱怎么说？来念一下哈，改堵来。改堵了，改堵来哈。那如果冷气机呢？哈，等一下，改买电话。改买电话。好，改买电话哈，就是冷气的空调哈。那洗衣机怎么说？改买热。改买了。买热，很好。那你这边也是给我听听看。该买笔顶，买微电，很好。高频，古拼，古拼，高频，该板顶，公主，该铁娘，该铁娘，请留他，该龙虎。该买鞍，买爱，对，买爱，该买鞍，该 TV，很好。该堵人，该买柳花，很好，该买仔。很好，很好，买上，OK，很好。那我们再看，就是服装，好，来第一个，好，来念一下，一件衬衫呢，怎么说？改袄色咪，白毛色咪，色咪哈，就是有领子的色咪哈。那如果 T 恤的话，我们念一下哈，改袄吞。白毛或者什么鳌峰，鳌峰，哈，对，都两个用词哈，鳌兔或鳌峰都可以哈。OK，再来是什么呢？外套怎么说？来念一下，改鳌跨，鳌跨，哈，外套哈。那如果短裤的话，我们念一下哈，改滚索，白滚索，或者说什么改滚索。白滚索，好，OK，所以滚索或滚索哈都可以，看你们要讲哪一个，滚索或滚索，改滚薄，白滚吧。滚薄哈，牛仔裤。那如果西装裤怎么说？来，改滚低，白滚低呗。哈，滚低或者什么改滚欧。该滚包。哈，滚欧哈，那是西装的西装裤哈。那如果一般的裙子怎么说？来念一下，改围，该买。改围哈。那如果一套礼服怎么说？来，布冧，够的。对，布冧哈。那如果要讲说一条毛巾怎么说？改汉光。该看过。看光，然后一双手套呢，就念一下 đôi găng tay，对，刚才。好，găng tay 哈。如果是一套内衣，怎么说？来，bộ đồ lót，đồ lót 哈。那如果睡衣怎么讲？来，bộ đồ ngủ，bộ đồ ngủ 哈。你们第三组再念一次给我听。
chân sau là cái cái. Cái áo sơ mi, áo sơ mi thế nào, cái áo tún, áo thun, áo phục, áo phông. áo phông, Áo thun, áo phông thế nào chứ này, cái áo quần áo con khoác. quá, Áo khoác. cái quần sọc, Quần sọc. Quần sọc tôi khỉ chơi lại. cái quần bò, Quần bò thế nào, quần bò. cái Cái quần quần tây, quần tây thế nào, hô gì mà quần âu. cái quần ông, Quần tây hoặc quần âu thế nào, thế là chuyến trước được một số. cái váy, Cái váy thế nào, bộ bộ tâm, đầm, bộ đầm. bộ tâm, cái quạt, quăng, Nói cho nên giữa cái khăn quàng. cái khăn quạt, Khăn quàng tự quạ. Chơi chơi một xua đi xoa sổ thao này. đôi cẳng Đôi tay, gang tay thế nào, thao đây y thì một chưa bộ đồ là à, đồ lót. Đồ lót thế nào đây, xoay y. lọt ngựa, Đồ ngủ thế nào, đồ ngủ. Tức là chúng ta đã xoay đến rất nhiều vật phẩm, ha. Đó là đầu tiên là vật phẩm sinh hoạt. Tiếp theo là vật phẩm điện thoại. Tiếp theo là phục trang, vật phẩm. Chúng ta sẽ xem nếu chúng ta muốn nói về đi mua sắm, chúng ta sẽ nói là xin hỏi bạn muốn mua gì nhỉ? Tôi muốn mua một cái, số lượng, một cái vali, một cái hành lý xe. Vậy là chúng ta xin tiếp vũ chủ, được không? Cha hào, với thính này chủ lại. Hey, quý. OK, 第五组，来，我们一起念一下。第一个哈，就是第一句，就是请问你要买什么？来念一下，bạn muốn mua gì？Bạn muốn mua gì? 对，mua gì 哈。回答说什么？我要买一个行李箱。哈，来念一下，tôi muốn mua。Tôi với mình của họ một cái vali。một ngày hai mươi好，một cái vali，好，一个行李箱，好，OK，来，那现在我要请你们，你看，一组帮我讲一题，好，就是我要买7000 T 恤，我要买2套礼服，好之类的，OK，所以你们加组别，哈，加组别来讲，第一组我就讲第一题，好，类似这样，第二组讲第二题，好，这样子，哈，tôi muốn mua 7 cái áo phông，对。所以你看，啊，form 或 啊 tone 都可以哈。很好，来第二组呢，我听一下。tôi muốn ngồi hay tôi bật bật thẹp thẹp 12 tờ tấm tôi thấy hả, tấm bưu kia cần cần tiền sắt tiền sắt chuẩn chữ hoa, tôi muốn mua 3000 đoạn khu chuẩn chữ hoa, tôi tôi muốn mua ba quần cái quần sắt OK, tôi muốn tôi muốn mua mua ba cái cái quần quần sắt quần sắt thế nào, là第四组来我听一下，tôi tôi muốn mua hai hai bộ bộ đầm, thế nào, tôi muốn mua 2 bộ đầm thế nào, OK, là đi vũ trụ nào, thính ra tôi muốn tám cái khủng quảng, khủng khổng ở khổng quảng, ở khổng đấy, quảng. khăn quàng,就是围巾，khăn quàng. OK, thế nào, đi liêu chủ. Tôi muốn mua sáu đôi căn tay, tôi muốn mua 6 đôi găng tay, thế nào, 6 đôi găng tay. OK, thế nào, đi chi chủ nào, bác có chẳng ra. Tôi yêu mạng, chẳng chứ ạ, tôi muốn mua. tôi mua mua một tôi muốn mua 3 xăng su lem
san xoang thua ba san ba tối ba tối hẹp 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 đây ba đôi dép lê phi một ít thái chào sáng chi hân hà tôi muốn mua một cái máy chụp hình máy ảnh tao khi họ thế nào tôi muốn mua năm cối xe ăn tôi muốn mua bốn cái thẻ nạp tiền điện thoại bốn cái thẻ nạp tiền điện thoại đúng không hân hảo hân hảo trở lại sự ý chủ nào nếu mà 20 hộp bình can hân hảo tôi muốn mua hai mươi hân hảo trở lại 12 chủ nào 你的新楼，你说你要买三十张地图，怎么讲？八枚版图都可以哈。你刚才问说，刚才练习是说，那你要买什么？然后我要买一些物品，好，七千滴水，好之类的，三双拖鞋，好。那再来你要问说哦那这样的话是这个物品多少钱好来这个物品跟那个物品来我们复习一下奶奶好然后那个物品来念一下街或刀街这个学过了好复习一下街刀 OK 来那我们用上一个句子说哦那请问这本书多少钱好所以卷塞好本书你要先讲然后再讲奶好名词然后加奶好那再来如果那个包包好那个包包所以包包是该堆好该堆要先讲然后才讲接可以吗好来所以我们问整句话好来卷塞奶包牛店卷塞奶包牛店三万就是越南语的是三十千，好，来念一下，八十千đồng。对，哦，那请问那个包包多少钱？好，来念一下，cái túi kia bao nhiêu tiền？ cái túi kia bao nhiêu tiền？ 90.000 đồng。对，那请问这瓶水多少钱？怎么问？瓶 nước này bao。nhiêu tiền? 回答一万块月盾怎么讲？mười nghìn đồng. 很好啊，再来第二题是那件短裤怎么讲？跌改吗？跌改吗？卷是那件短裤，所以短裤要先讲，然后才讲跌。滚就是。滚手贴，改滚手贴，改滚手贴，改滚手贴，改，改滚手贴，包包捏点，五万块怎么讲？50.000 đồng。对呀，很大。cột pin này。bao nhiêu tiền? 回答两万块。hai mươi nghìn đồng. 再来，那请问那件衬衫多少钱？九万块。怎么问？cái áo sơ mi kia bao nhiêu tiền? 90.000 đồng.
Cái vai ngoài bao Ok, nhiêu tiền? cái chuyến chữ怎么说? Cái Vai. váy này bao nhiêu tiền? Vai. Thế nào? Hồi tá. 60.000 đồng. Ok, thế nào? Na tia thì chúng mình xuống. Nay quan mui rủ. Bình sữa thắng. Bình sữa thắng. Đấy, bình sữa tắm. Kia bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 80.000 đồng. Ok, 80.000 đồng. Tổng hợp là phân 8 hay chứ? Ok, 80.000 đồng. OK, hẳn hảo. Chúng ta sẽ học được thường gặp được một số từ ngữ. Ví dụ, từ ngữ như là rất đẹp, rất đắt, rất rẻ, 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 đẹp xấu ha. Nếu mà phẩm chất rất hảo hoặc hoại là niên ra tốt. Hỏng. Tốt. Hỏng chứ là hoại là hảo tốt hỏng. Họ thế này, nếu mà chàng hẳn đoạn là niên ra dài. Dài. Ngắn. Dài. Dài ngắn ha. Nào nếu mà hẳn cao hẳn ti thì mà là cao. Thấp. Cao. Cao hoặc thấp ha. Nếu mà hẳn khoan hoặc hẳn trải là nên ra rộng, hẹp, rộng hoặc hẹp. Nếu mà hẳn khoan hoặc hẳn chỉnh, hả, chứ có sự hình dung y phú tròn là hẳn chỉnh hoặc hẳn khoan là nên ra rộng, chật, đầy chật. Chứ dù hẳn ta hoặc hẳn xẻo là nên ra to, nhỏ, to hoặc nhỏ. Hả. Thế này, nếu mà hình dung niên kỷ hẳn ta hoặc hẳn xẻo là nên ra lớn, bé, lớn bé. Hả. Ok, hẳn nào, lại ra nếu mà chê chủ, bằng một niên ra chê đoạn lại, chê cái khoang khoang. Hẳn nào? Số. Số. Tốt. Hẳn nào? Tốt. Hồng. Hồng. Dài. Ngắn. Dài. Ngắn. Hẳn hảo. Ngắn. 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 Cao. Cao. Thấp. Thấp. Rộng. 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 Hẳn hảo. Rộng. Hẹp. Hẹp. Chật. Rộng. Hẳn hảo. Chật. Chật. To. To. Hẳn hảo. To. Nhỏ. Nhỏ. Lớn cân bé hả. Ok, ở bên trai chỉ suy khăn ra chỉ thay là xí rồng chữ hả. Ví dụ, nến chi bị cháu lão, bị cháu nến chinh, lại nên ra già. Trẻ. Già. Để già hoặc trẻ. Trẻ. Thế lại giờ hẳn 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 sộ, lại nên ra béo. Béo. Hoặc là gầy. Béo. Đấy, béo hoặc gầy hả? Gầy. Hẳn quậy hoặc tiền y là nên ra đắt. Rẻ. Lạc. Hả? Đắt hoặc rẻ hả? Đấy, hẳn tua hoặc hẳn xảo là nên ra nhiều. Ít. Nhiều. Nhiều hoặc ít hả? Hẳn hậu hoặc hẳn bố là nên ra dày. Mỏng. Dày. Dày. Hoặc mỏng hả? Nó hẳn leo hoặc hẳn ạn là nên ra sáng, tối, sáng hoặc tối hả. Nếu mà đúng rồi, hẳn nóng hoặc hẳn tan hả, chứ là hình giống như cà phê là ôi tạo hoặc thăng thấu là ôi tạo hả, là nên ra đậm, nhạt, lớp. Ok, hẳn hảo lại, nên mình chơi chủ thân nhiên trên cái khoang khoang để mình là tan chữ, hoặc thì chẳng. Dạ. 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 Nhiều. 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 Nhiều.
dài và mồm sáng tối 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 động là nhạc trung sân nhạc nhạc nè. OK, 很好，感谢你们。很近或很远，怎么讲？好，念上gần，沙，很富有，很贫穷，念上giàu，nghèo，giàu，很方便或很不便，念上tiện lợi，bất tiện，很好，好，很难或很容易，念上khó。dễ, dễ, hân xỉ hoan, hân thảo yên, lại nên ra thích, ghét, hân hạt khử ai, lại nên ra đáng yêu, họ đáng yêu, họ, dùng cái khử ủ, lại nên ra đáng ghét, hồ sơ, nì chẳng hân máng, hồ hân không xiến, họ lại nên ra bận, rảnh, rảnh. OK, hẳn nào lại na ti vũ trụ cho nên bên chỉ cái khoang khoang để bên tan chữ của thinh thinh gần. Gần. Xa. Xa. Gần. Xa. Nghèo. Hẳn nào. Nghèo. Tiện lợi. Tiện lợi. Bất tiện. Hẳn nào. Bá tiện. Dễ, hẳn hào. Dễ. Ghét. Dễ. Trái. Dễ. Ghét. Đáng yêu. Đáng yêu. Đáng ghét. Hẳn hào. Đáng ghét. Bạn. Ghét. Bạn. Bạn. Rảnh, đúng không? Đúng. Bạn. OK, hẳn hào. Bận hoặc rảnh, hẳn máng hoặc hẳn xén. 如果我要我们要形容，好，就是哇，很漂亮，或太多报告了，或者说太长了，好，就是有一些副词，哈，很太，然后也是太，哈，就或者说着急什么的。第一个“很”这个字呢，我们念一下，rất，rất，好。那你看rất呢，就是说跟中文的顺序一样，好，很漂亮，哈。先解 rất， 然后形容词，好，就是形容很漂亮。来，那第一句我们念一下哈，cái cái vali rất đẹp， cái vali， 好，很漂亮啊，rất đẹp， rất đẹp。接下来，如果说你要用那个 lắm， 好 ，lắm 就是太，形容词是太多，好，牛 lắm， 好，那个越南语就是多牛，要先讲。形容词要先讲nhiều，然后báo cáo，好，报告，很多报告，然后才讲lắm，好，就是lắm呢太多，那个lắm它写在形容词的后面，好，就是只有这个比较特别而已，好，中文是太多，越南语就要反过来讲很多，形容词多要先讲，然后才讲lắm。OK 吗？你们这组了解那个意思吗？OK， 来，那我们再念一下这一句哈。了解。tôi có nhiều。tôi có nhiều。báo cáo lắm。tôi có nhiều。就是我很多报告lắm。nhiều lắm， 好。OK， 再来，还有一个quá， 好，这个quá就是也是太的意思，或者说你可以翻译成着急，好，比如说这个着急好吃，或着急忙，好，那这个quá呢就是。就是说，你都可以写在形容词的前或后面啊，都可以。好，所以你看这个句子，就是说，这一件裙子太长了。好，你可以说quá dài，quá dài，quá是太嘛，好，dài是长，好，quá dài，或者说你讲dài quá，好，都可以，好，dài quá。所以就是你要讲在形容词前面、后面哈，都可以。OK， 来，那我们再念一下这句话哈。bộ đầm này quá dài， quá dài， bộ đầm này quá dài， bộ đầm này dài quá， bộ đầm này dài quá， bộ đầm này dài quá， cái áo quá
cái áo khóa này rất to. Rộng. Rộng cho sự hình dung nó cái ngoại thao sung sung khoan khoan đó, là rộng. Nó to thì hóa cho sự thì hình dung phóng sự rất to, chẳng ok, cho nên bạn dùng to hoặc rộng thì có. Ok, hẳn nào lại đi chi chủ nó. 那台汽车很方便，那怎么想？ 嗯，点累，对吗？很好。点累，是很方便。 OK， 很好。再来是第八组呢。 bạn của tôi rất tốt. 朋友个性很好，对我很好，都可以，都好，rất tốt那个意思哈。 OK， 第九组怎么讲？ OK， Miss Lam， 不是啊，蓝不是啊，瓜都可以哈，就是说你用某一个副词就好了，蓝或瓜，其中一个就可以。很好，来第十组，我小朋友太可爱了，怎么讲？ em quá làm yêu em quá đáng yêu em quá đôi dài đôi dài này chật lắm tao thấy chật lắm thay chỉnh thế nào sửa chủ 这个笔记本太厚了。很好，太厚了。很好，再来是十三组呢。这间房子太宽了，怎么讲？嗯，宽了。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 
Ngôi nhà này quá rộng. Việt Nam cà phê. Sự Việt Nam cà phê. Quá. Việt Nam cà phê. Dậm. Nhớ mà chi tới. Như nào? Nhớ mà chi tới. Việt Nam cà phê. Hả chi tới mà? Ừ. Vậy phản qua lại cà phê Việt Nam. Không chi tới. Ở cà phê Việt Nam. Quá. Dậm. 所以就是咖啡越南，你要讲说，有一点这个字哈，稍微哈来中越南语哈念一下，嘿，嘿，嘿，好。那如果是要讲整句话说，哦，这件裙子有一点短哈，有一点短来念一下，该为难，嘿难，该为难，嘿难，嗯，嘿难，有一点短。 OK， 那如果是要讲说，哦，这台照相机哈，有一点贵，来念一下，cái máy ảnh này hơi đắt， cái máy này ảnh hơi đắt， hơi đắt， 价格方面有一点贵，好，那如果说你要讲什么，这件牛仔裤哈，有一点紧，好 ，OK， 来念一下，cái quần bò này hơi chật。 该滚包，对，所以这个都是喝一下，稍微有一点紧，稍微哈。来，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 来
点là hơi bận. Hơi bận. Ở công khơ giờ có điểm tua, chẳng bao giờ. Phải giải hơi là hơi nhiều. Nhiều. Thế nào, bài nhiều. Tập hơi nhiều. Báo cáo. Qua. Tôi hỏi. Khó.
khó. Ừ, họ hơi khó, họ có điểm nản. Ăn trái, ăn trái, ăn cơm hơi hơi. Ok, thế nào? Ăn cơm hơi nhiều hả? Ở họ chỉ phản đối điểm tua họ ăn cơm hơi nhiều. Suy cho cái sư hơi họ dấu ý tiện sau ấy chẳng mấy ạ. Thì nếu họ chẳng số giảm ấm, chứ là hơn họ bị chạm hơn họ bị rôn thì cho giảm ấm. À, bị cháu tạ, bố bị cháu khoản, lây sư chẳng bị cháu. Ok, lấy nạ, như nạ ủy nè, nó sư ý định yêu xin chẳng xinh đông chứ. Xinh đông chứ, nó thái chẳng hơn. Nạ, Trung Quân của mình hơi xua, ở chê chên pháng chữ bị cháu tạ, bị cháu khoản. Cả sư như nạ ủy yêu xin chẳng xinh đông chứ, tạ, khoản, yêu xin chẳng, nó thái chẳng hơn. Đéo chê mà? Đéo chê. Ừ, lấy. Đéo chê. Ủy mình khẳng ra tí cơ, tí thí họ, tức là 你看这条毛巾看看它怎么样，好，就是你看有没有合适我，好，那个意思哈，好，来念一下， bạn thấy cái khăn quàng， bạn thấy cái khăn này thế nào， này thế nào， thế nào， 这条毛巾的看怎么样，继续来， cái khăn quàng này hơi dày。 Cái khăn quàng này hơi dài. Tôi muốn mua cái mỏng hơn. Cái khăn quàng này hơi dày hả? Dấu tiền hậu hả? Tôi muốn mua tiền bảo tiền hả? Mỏng hơn hả? Tôi muốn mua bảo tiền mỏng hơn. Cái tiêu thì nên nghe ra. Cái váy này hơi ngắn. Cái vậy này hơi ngắn. Tôi muốn mua cái dài hơn. Tôi muốn mua cái váy này là接近裙子，有一点短，所以呢，我要买长一点，�ài hơn，对吧？长一点。来，来，蔡体帮我念出来。 该管，该管，波奶，波奶，窄窄，对，窄，对，窄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 
tôi mở tôi mua cái mua cái rẻ hơn rẻ hơn rẻ hơn rẻ hơn cái máy ảnh cái gì mà chế tài trao xe chị họ có điểm quậy họ đắt có điểm quậy suy nữa tôi mải tiền đi tiền rẻ hơn tiền đi tiền thế là gì mà số anh trai lớn trai lớn đi đi dạy đi dạy cỡ dạy to hơn to anh trai lớn học chữ là lớn chứ gì mà bị cho tạ nên chị cho tạ suy nữa yêu trang xế đa một điểm là chỉ chuẩn, so hai cái đều là, tức là đa, niên kỷ của đa là lớn, ha, đa nhỏ chỉ chuẩn, tức là dùng to, ha, OK, thế nào? À, giai đoạn này, đây là giai đoạn là, à, đi mua vật phẩm của một hội họa, ha, à, tôi niệm, tôi niệm chữ, các bạn thứ tư chủ niệm chữ à, ha, OK, thế nào? Này, à, tôi chuẩn bị đi Việt Nam. Tôi cần mua một cái vali và sữa tắm.
Bà sượt lắm, bà sữa sượt tắm, lắm. Sữa tắm, sữa tắm. Nước gội đầu. Nước rửa, nước gạo rửa, khăn mặt gạo, khăn mặt, khăn mặt. Thế là mà tôi cần mua một cái vali, hoặc là na tôi muốn mua một cái xí lý xiang, hoặc cái vali, nó và sữa tắm,就是那个沐浴乳，然后 nước gội đầu, 就是洗发精, 然后 khăn mặt, 毛巾. OK, 来继续来. Bạn có cần mua dép lê không? Bạn có cần mua dép lê không? Dép lê, 那你要买拖鞋吗? Dép lê không? 他说什么? Đôi dép lê này bao nhiêu tiền? Đôi dép lê này tôi xếp lê tôi xếp bao nhiêu tiền bao nhiêu bao nhiêu. OK, hồi tá số thầm mơ 80 đài tệ, 80 đài tệ, 80 đài tệ, tức là thái bị sư 80 khoại hả. Thế này đôi dép lê này hơi chật, tôi hơi chật. Thế này tôi muốn mua, tôi muốn mua, tôi đôi rộng hơn, tôi rộng hơn, tôi rộng hơn, tôi rộng hơn. Thế sao xế giờ đến chỉnh hả? Suy nè, tôi muốn mải sông một tiền được hả? Mua ta một tiền được thua xế. OK, lại tiếp tục lại. Đôi này to hơn đấy. Tôi này, tôi này, to hơn đấy. Bạn đi thử xem. Bạn đi thử xem, bạn đi thử xem. Thế lại, tôi đi vừa. Tôi đi, tôi đi, tôi mua đôi này, tôi mua đôi này. Thứ tư ở cái hội họa họ như thế yang đi mua vũ phẩm họ lại tôi ta nên đi như nên đi họ lại nên ra. Mẹ ơi cái tủ lạnh, mẹ ơi cái, mẹ ơi là cái nhà mình học rồi, nhà mình học rồi, nhà mình học rồi. Ừ, tức là mẹ nào, tức là mẹ, cái tủ lạnh, tức là nhà mình, tức là của mình cha cái cái bình xăng hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. OK, mẹ mẹ chẳng gì nữa. Nhà mình sẽ mua, nhà mình sẽ mua, nhà mình tủ lạnh mới, tủ lạnh mới. Tức là, của mình cha sẽ mua, mua xin được bình xăng mới, mua xin được. OK, lại tiếp tục lại. Mẹ xem cái tủ lạnh này. Mẹ xem cái tủ, mẹ xem cái máy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Mama, 你看这台冰箱好看吗？好đẹp không? Hảo khăn ma? Trái hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Mẹ đi mua. Mẹ đi mua. Mẹ cái tủ lạnh to hơn. Cái tủ lạnh, cái tủ lạnh to hơn, hơn, hơn. Ừ, hơn. 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 OK, ta số đẹp đấy, đẹp đấy. Ừ. Cái đẹp tủ đẹp lạnh đấy. Này bao nhiêu tiền? Cái tủ lạnh, cái tủ lạnh này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Ờ, rất là khoan đó, hả? Na, cái thái bình xăng bao nhiêu tiền? Hả? Bao nhiêu tiền? Đó là bao nhiêu tiền? OK, lại tiếp tục lại. Giá tiền là giá tiền là 26.000 đài tệ ạ. 26.000 đài tệ ạ. OK, giá tiền 就是26.000, 26.000 就是26.000, 好像是26.000. 好，他说hơi đắt nhỉ. Hơn năm nhỉ. Bán đúng giá. Đúng giá 就是什么？就是你看呢，这个giá tiền 就是价钱。đúng giá, tức là so y chao ta de na ge sang sang phim de piao jia mai de ha, bu shi luan khai jia de na ge yi shi ha. Nên ra bán đúng giá đó ạ.
phẳng lỗ a phẳng lỗ a đó ạ. OK, này, ta nói gì mà? Hả ba, na cho mải chê thái ba, lại nghe ra. Ừ, vậy thì. Ừ, vậy thì. Ừ, vậy thì. Mua cái tủ lạnh. Mua cái tủ lạnh. Này nhé. Này nhé. OK, học mẹ ơi. Mẹ ơi. Cái tủ lạnh nhà mình. Cái tủ lạnh nhà mình. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Thế nào? Tôi lại. Nhà mình sẽ mua nhà mình sẽ mua tủ lạnh mới. Tủ lạnh mới. Trở lại họ. Mẹ xem cái tủ lạnh. Mẹ xem cái tủ lạnh. Này đẹp không? Này đẹp không? Trở lại. Hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Mẹ thích mua. Mẹ thích mua cái tủ lạnh to hơn. Cái tủ lạnh to hơn. Ừ, tức là càng đại điển của bình xăng, ha. Tức là mama ta thích mua đại điển của bình xăng. Ha, lại lại, màu xanh này đẹp không mẹ? Màu xanh này đẹp không mẹ? Ừ, ha, lại lại, đẹp đấy. Đẹp đấy. Ừ. Cái tủ lạnh này. Cái tủ lạnh này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Thảo thật sự, hình hảo khăn đó. Họ là chế thái bình xe tỏa chuyển. Thảo thật lại, giá tiền là. Giá tiền là 26.000 đại tệ ạ. 26.000 đại tệ ạ. Hình nào thật lại họ, hơi đắt nhỉ. Hơi đắt nhỉ. Hơi đắt nhỉ. Thảo thật lại, giá bán hàng. Giá bán hàng của công ty đó ạ. Của công ty đó. Ừ vậy thì. Rồi vậy thì. Mua cái tủ lạnh này nhé. Mua cái tủ lạnh này nhé. Họ là sư. Vậy thì ở. Nà hả ba. Chú mải chế thái bình xăng. Họ tên bình xăng. Họ cần nên các bạn互动一下，我们在学那个颜色哈，越南语颜色的说法哈。来，第一个呢，颜色两个字念上，毛色，毛色，毛色哈。那黄色来念一下哈，毛黄，毛黄，哈。这个毛呢，哈，毛是颜什么色什么色，哈，黄哈是黄色哈。再来，đỏ红红红红呢是红嘛哈。然后xanh lá cây哈，这个就是说前面的是màu哈，什么色什么色在前面哈。OK， 来红色的念字哈，màu đỏ， màu đỏ， màu đỏ哈。再来那红色呢，màu hồng， màu hồng， 好，再来是什么？绿色啊，绿色越南语会讲成就是lá cây，这两个字就是树叶哈，树叶的那个绿哈，就是那个形容绿色哈，来念一下。màu xanh lá cây, màu xanh lá cây, màu xanh lá cây ha. Tiếp lại là gì nữa? Tiếp lại là màu xanh lam, màu xanh lam, xanh lam, hoặc là lam sơ, hoặc là trung sơ, hoặc là cà phê sơ, hoặc là nên là màu nâu, màu nâu, màu nâu, hoặc là ánh sơ, hoặc là nên là màu bạc, màu bạc, màu bạc, hoặc là hai sơ là màu đen. Màu đen, màu đen ha. Bái sơ là lại màu trắng, màu trắng, hoặc là lại chữ sơ là màu tím, màu tím, màu tím ha. OK, lại na thì chân nhiên bên đầu tiên đi ha. Hảo, màu màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xa lá cây, màu xa lá lam, xanh lam, xanh lam. Màu nâu, màu bạc, màu đen, màu trắng, okay. Màu tím, màu tím, hẳn hảo, hẳn hảo. Sự mình khăn, ta chắc sư, chính hoàn nà, nếu sư hoàn sư mờ yến sơ nè, họ lái, ông mình nghe ra họ. Bạn thích màu gì? Bạn thích màu gì? Họ màu gì, họ sư mờ yến sơ, họ lại hồi tá xua, tôi thích màu xanh. Tôi thích màu xanh. Ừ, họ màu xanh, họ
那如果是你要讲说我喜欢某个物品的颜色，就是说你要讲白色的帽子，那你一定要先讲名词，名词是帽子要先讲，然后再讲形容词。记得中文就是白色的帽子就是颜色，然后物品，越南语反过来要先讲物品然后再讲颜色。来我们念一下， tôi thích cái mũ màu trắng。 tôi thích cái mũ màu trắng。 好，cái mũ màu trắng。 第三组帮我讲一下第一题怎么讲啊？对，我喜欢蓝色的笔啊，怎么说？tôi thích cái mũ màu xanh。 很好啊，好，tôi thích cái bút màu xanh lam, 很好。tôi thích cái ô màu vàng. Màu vàng, 很好。tôi thích cái ô màu vàng, 很好。再来是怎么说？我喜欢那个红色金矿，怎么讲？ tôi thích màma kính, mắt kính, màu đỏ, thế nào, mắt kính màu đỏ, thế nào, trái lái nào, thứ sáu chủ, tôi thích ăn xe cơ, ấn sơ xe cơ, làm sao, tôi thích xe ô tô màu bạc, tôi thích xe ô tô màu bạc, thế nào, lại,我喜欢摩托车是白色的，怎么讲？毛长，好，很好，毛长，很好。来第七组呢，我喜欢红色的头发，怎么说？tôi thích tóc màu đỏ。很好，tôi thích tóc màu đỏ。那再来怎么说？我喜欢那个手机，黑色的手机怎么讲？ tôi thích điện thoại di động màu đen. màu đen, 很好。如果一起念这段哈，买服装购物的这个绘画哈，好，跟我念一下。cậu mua áo gì thế？cậu mua áo gì thế? áo phông hay áo sơ mi? áo phông hay áo sơ mi? Hẳn nào, sẽ lại gì nữa? tớ mua áo phông. tớ mua áo phông. Hả, tức là, nếu mà mày nái nái chủng y phú nè, hả, áo, tức là sang y cái ý tứ hả, tức là nói, à, mày mày nái chủng y phú, mày mày nái chủng sang y nè, hả, áo phông, tức là t-shirt, hay là cái áo sơ mi, hả, tức là chân sang, hả, rồi họ nói gì, tớ mua áo phông, hả, tức là tôi mua t-shirt, hả, t-shirt áo phông, hả, ok, lại tiếp tục niệm ra, cậu mặc cỡ mấy? Cậu mặc cỡ mấy?cỡ, hả, tức là, nǐ mài, nǐ chuān qǐ hào de size, hả, cỡ, tức là size, hả, tiếp lại, cỡ 32, cỡ 32, 32, hả, tiếp lại, cậu xem màu nào, cậu xem màu nào, đẹp hơn, đẹp hơn, hả, tức là, nǐ kān kān, nǎ yī ge yán sè bìjiào hào, bìjiào piào liàng, hả, đẹp, tức là piào liàng.hơn, hả, là, 比较好看, 比较漂亮, hả, 再来, màu trắng, màu trắng, 好, 白色, 就是, 我喜欢白色, 再来, cậu mặc màu trắng, hơi sáng màu, hơi sáng màu, 就是呢, 你穿, mặc, 好, 就是, 你穿白色的, 好, hơi, 好, 有一点, 太亮了, 好, sáng, 好, 太,颜色太亮了，好，再来。vậy thì mua màu đỏ nhé. vậy thì mua màu đỏ nhé. 好，就是 vậy thì 好。哦，这样，好，那么我们就买红色哦，好，màu đỏ nhé， 我们买红色哦，好，再来。màu đỏ thích hợp. màu màu đỏ
với cậu đấy. Với cậu đấy. Đó. Số màu đỏ họ rất là hồng sơ, họ thích hợp với họ, rất là hẳn sư hở, họ hẳn sư hở nị, họ thích hợp với cậu đấy. Họ. Ok, lại chơi lại. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cái áo này. Cái áo này. Bao nhiêu tiền? Cô ơi, cô ơi, họ cái cô tức là nói, họ chân hô cái mai y phục cái cái xiao jie, họ tức là, ô xiao jie, xin hỏi chi chiên y phục bao nhiêu tiền? Họ chẳng họ hỏi chẳng hỏi. Ok, họ lại tiếp tục niệm ra 390 đài tệ. 390 đài tệ. Họ, tức là 3 tài bị 390 块. Lại cháu mua áo này ạ. Cháu mua áo này. Cháu mua áo này. Ừ, cháu mua áo này ạ. Hẳn nào. Lại nào, nhìn mình chơi chủ. Chế ủy thì nên đi chữ, nào hơn. Hàn Quốc thì nên đi ơ chữ ủ thịnh chạ. Lại, khai sử. Cháu mua áo chỉ thế. Ừ. Áo phong hay áo sơ mi. Hẳn nào. Cậu cậu mặc cỡ bằng cỡ mấy, cỡ mấy thế nào, 32 đấy, sang sữa lại lên dạng 32. Thế này nào, màu nào, màu nào đẹp hơn, đẹp hơn, đẹp hơn. Ừ, chứ này màu trắng, màu trắng thế nào. Cậu trắng, trắng hơi sáng màu. Ừ, cái hơi sáng màu, hơi sáng màu. Ừ, cái gì giới tiền thay liang rồi, chơi lại. Vậy thì ơn ở đậu nhé. Thế nào? Màu đỏ. Màu đỏ. Thích hợp. Thích hợp với ở dây. Ừ, đấy. Đấy. Ừ, chơi lại. Cô ơi, cái ở này bao nhiêu tiền? Ừ, thế nào? Họ chê chen y phủ tôi hỏi chén. Chê này 300 với lần. Ừ, thế nào? 390 khoản. Ok, chị suy. Cháu cháu mua áo này ạ. Ừ, thế nào? Họ là sư ủa, em mải chê chen áo này. Họ là sư chê chen. Thế nào?